Phôi pha dĩ vãng sẽ mãi không phai nhòa, khi đôi tim yêu luôn khát khao sẽ hòa nhịp hoàn cảm. Lời tình si ta viết trao người đã bao lần, với đôi đầu dấu yêu. Dòng đời chia một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa giang ngàn đời. Ngàn ngày trôi qua ngập ngồi chia xa nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Xin con tim yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ. Giờ sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vỡ rất bao đêm. Lạnh lùng cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương múa màu. Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoa. Tình là trái đắng không tên, con thuyền hết sóng lênh đênh, tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mơ theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo bầu trời thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu? Let's go. Lời tình si ta viết trao người đã bao lần, với nỗi đau dấu yêu. Và dường như trên muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa giang ngang đời. Ngàn ngày trôi qua ngập ngồi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Xin đôi tim yêu hãy cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mau, người vỡ giấc bao đêm ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu thương múa màu. Em đi mang theo bầu trời thua nào để bầu trời hoài thưa thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên, con thuyền lướt sâu lênh đênh, tìm hoài bé mơ cho đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo bầu trời thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Tôi xa vời dù chưa vừa quên tình anh vì em còn đau mê nhiều. Một mình em bước đi trong đêm vội vàng chỉ những bước chân lẻ đơn. Sầu nào vỡ nát trong tim mong người vỡ rất bao đêm. Lạnh lùng cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương uống màu. Anh đi mang theo vầng trăng thua nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ là trái đắng không tên, con thuyền lướt sóng lênh đênh, tìm hoài bên mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Anh đi mang theo bầu trời thua nào để bầu trời hoài thương nhớ. Anh mang con tim em về đây. Không phải một mà ba nàng dâu mới đã thổi vào sân khấu của Người Hát Tình Ca đêm nay. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách hát nối đầu tiên của đêm nay. Và trước khi ba vị quân sư đưa ra số điểm của mình dành cho tiết mục này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với ba người chơi ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn, bạn hãy chia sẻ một chút xíu với mình. Lời đầu tiên thì cho Jackie gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn khán giả cùng với chị Phương Vi, anh Châu Đăng Khoa và anh Vũ Quốc Việt ngay tại chương trình ngày hôm nay.
Em là Chucky. Dạ đúng rồi. Em là lai giữa Việt Nam và hay là em như nào? Tới bây giờ em vẫn còn đang không biết là tại sao mà ba mẹ em gặp được nhau, nhưng mà cái tổ hợp của em nó có Việt Nam, có Mỹ, có Trung Quốc và có một chút Cameroon. Chucky, yeah. Anh chàng này xuất hiện là cái visual, cái ngoại hình rất là đặc biệt rồi. Sau khi em giải thích là em có một cái tổ hợp nhiều cái dòng máu đang chảy trong người em thì chị lại càng tin hơn. Em sẽ là một màu sắc rất độc lạ mà cho buổi tối ngày hôm nay đây. Chucky là ca sĩ hả? Hay em là gì? Dạ em là ca sĩ. Còn cô gái à? Xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ạ. Xin chào ba vị quân sư ạ. Xin chào anh, chào chị ạ. Em tên là Tố Tố ạ. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tố Tố thì Cường đã biết rồi. Tố Tố thì là một nhân vật nổi tiếng rồi. Tại vì cô là trong một nhóm kịch đúng không? Em là diễn viên kịch nữa đúng không? Dạ. Nhưng mà gương mặt này thì chắc là không phải là thuần Việt rồi. Dạ. Em cũng giống anh chắc kì. Em lai Việt Nam, Pháp và Bỉ ạ. Dạ. Rồi người tiếp theo ạ. Dạ đầu tiên em xin chào tất cả mọi người khán giả và ba vị giám khảo. Em tên là Kelnacon Tây. Vậy là mình gọi tắt là Tây đúng không? Kelnacon. Kelnacon là người ở đâu em ạ? Dạ em là Việt Lai Lào. Chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt đúng không? Những bài nhạc ngoại lời Việt. Dạ, còn ngày hôm nay thì lại cũng gặp ba người tham gia trong chương trình lại là ba con người con lai nữa. Thiệt luôn á, rất đặc biệt ha. Xin mời ba vị quân sư hãy cùng dành số điểm cho ba ba người chơi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ba vị quân sư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những lời nhận xét của ba vị quân sư dành cho ba người chơi ở cái màn chào sân ấn tượng và sôi động vừa rồi nha. Thì đầu tiên đi là chia sẻ về Tố Tố trước. Ngày hôm nay là thật sự anh cảm thấy là trên sân khấu em rất là xinh, em rất là sáng sân khấu. Nhưng cái sự chú ý của anh lại tập trung qua Jackie nhiều hơn. Tiếc một cái điều đó, tại vì sao? Tại vì anh cảm thấy là em có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa. Tại vì em đang không tự tin. Anh cảm thấy là em đang thiếu sự tự tin của bản thân khi mà đứng trên sân khấu. Đến những cái đoạn mà xử lý á, lẽ ra em nên để cái mic nó lại gần hơn để cho mọi người nghe được những cái xử lý của em hơn, thì em lại sợ nó giống như là nó over hay là như thế nào đó, thì em lại đẩy nó ra xa và nó không nghe rõ được những cái phần feel đó, thì nó hơi tiếc nuối. Nó là như vậy. Còn bạn Tây có thể nói là một cái giọng hát mà nghe nó trendy nhất và Gen Z nhất và nó hợp thời nhất trong bộ ba ngày hôm nay. Nhưng bản thân Tây cũng giống như là Tố Tố vậy đó, còn hơi thiếu cái sự tự tin như trên sân khấu. Anh nhìn thấy em lúng túng, cái sự lúng túng của em. Em có một cái giọng hát rất là hay và rất là đẹp luôn á, nên em phải tự tin hơn vào cái điều đó. Và em cũng đẹp trai nữa. Ngày hôm nay thì anh thực sự là đã phải dành lời khen cho Jackie. Có thể là cho Jackie là có cái kinh nghiệm trình diễn lâu năm hơn tụi em một tí. Khi mà nhìn thấy em bước ra, em nhảy vũ đạo, cái em thể hiện em như một ca sĩ chuyên nghiệp vậy á. Tuy nhiên á, là Jackie cũng cần phải chú ý một tí xíu. Anh nghĩ là một tí xíu về cái phần xử lý của mình, để làm sao để cho nó mới mẻ hơn một tí. Thì những cái luyến, những cái feel của em nó quá dễ đoán. Anh có thể đoán được em sẽ làm cái gì ở cái khúc sau, và cái điều đó là sẽ thiếu sự bất ngờ cho khán giả. Đó chỉ vậy thôi. Còn lại ba em đều hát hay hết, rất là tốt. Cảm ơn những lời nhận xét của nhạc sĩ Châu Đông Khoa. Còn giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ ca sĩ Phương Vi. Xin mời. Một cái phần mở màn rất là đặc biệt với sự kết hợp của ba bạn. Jackie hình như bữa nay hơi bị hiền nha. Không, tại vì biểu diễn tập thể mà, vũ đạo chung á, cho nên Jackie sợ nó sẽ lố ra ngoài. Vi thấy là hơi bị hiền chút xíu, nhưng mà vẫn rất là đặc biệt giọng hát với cả cái cách mà bạn vũ đạo trên sân khấu nữa. Còn Tố Tố thì khỏi nói rồi, nghe cái giọng cất lên là đã thấy nó một cái sự gọi là nó nội lực á. Nó có cái chất rền ở trong cái giọng nghe rất là đã. Đặc biệt rất là thích cái sự kết hợp mà bè bối giữa các bạn với nhau ở trên sân khấu. Nó có cái sự liên kết với nhau rất là hay. Còn Kelnacon Tây đi. Giống như là Khoa nãy nhận xét, rất là sáng sân khấu và cái giọng rất là dễ bắt trend. Cho nên là Vi rất là thích cái phần trình diễn của cả ba bạn.
Trước khi đến với phần công bố điểm số đến từ ca sĩ Cung Vi thì bây giờ xin mời anh Vũ Quốc Việt sẽ có những chia sẻ cho các bạn ạ. Thật sự cái tiết mục vừa rồi nó là một cái màn biểu diễn mà đáng để xem lắm. Tại vì ba bạn vũ đạo và hát nó quyện vào với một cái nhóm nhảy nó giống như là một tập thể vậy, chứ không phải là một ai nổi trội cả. Việt nghĩ rằng tiết mục này là một tiết mục mở đầu, chúng ta vẫn phải chờ tiết mục tiếp theo để ba bạn trình diễn nữa, rồi lúc đó chúng ta mới quyết chiến ai ở lại và ai là ra đi nha. Giờ thì chúng ta sẽ cùng biết được 1/3 số điểm, có nghĩa rằng là bây giờ ca sĩ Phương Vi sẽ công bố số điểm cho từng người. Xin mời ca sĩ Phương Vi. Thật ra thì nó cũng chỉ mới mở màn thôi, cho nên là Vi sẽ cho điểm ba bạn để như một cái sự khích lệ cho tất cả mọi người cho cái phần trình diễn của mình ngày hôm nay. Vi cho cả ba bạn 9.5. 9.5 dành cho cả ba người chơi. Tuyệt vời, một số điểm cao nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần hát nối của ba người chơi đêm nay. Chúng tôi xin dành 1 phút để cho ba vị quân sư có thể đưa ra số điểm của mình. Xin mời. Thời gian cho điểm đã hết. Và bây giờ xin mời anh Vũ Quốc Việt chia sẻ nhận xét của anh. Thật sự cái bài hát này là một bài hát quá thử thách cho ba bạn luôn á. Mình đã thấy những cái cá tính của Jackie và thấy được cái sự mãnh liệt, dù không phải cái tông của Tố Tố, nhưng mà Tố Tố vẫn hát rất là hay và ra được cái màu sắc. Đây thì cái bài hát này có lẽ rằng thuận lợi hơn hai bạn kia một chút. Cho nên đây là một cái thử thách rất là lớn. Mình hơi tiếc một chút vậy thôi. Nhưng mà cũng chúc mừng các bạn đã hoàn tất bài hát vừa rồi. Nghe lạ lắm. Em có thể cảm nhận được cái sự bối rối của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt là bởi vì tới tiết mục thứ hai này thì dường như là vị trí tốt của mỗi người có vẻ thay đổi đúng không ạ? Và ở bài đầu tiên thì có thể là Chucky là tốt nhất, nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó thay đổi dần dần. Cái gì khó có Châu Đăng Khoa lo. Dạ, xin mời Châu Đăng Khoa chia sẻ nhận xét của mình ạ. Bây giờ Khoa muốn hỏi Chucky trước. Em thấy Whitney Houston không? Chắc chắn là có. Dạ có. Đúng không? Dạ. Anh nhìn thấy được cái cách xử lý của em, những cái ngân rung cuối câu của em. Và cái điều đó chính là cái đặc biệt của em mà anh nghĩ là em nên phát huy nó nhiều hơn. Và ở dưới đây anh có cố nhắc là em phải set mic vào vài lần để mà tụi em có thể thể hiện được rõ cái giọng hát của mình hơn. Tại vì anh thấy là em cứ xử lý thì em hay quay đi chỗ khác, em đẩy này này kia. Nó làm như vậy nó vô tình nó bị mất đi cái âm thanh của mình, làm cho người nghe người ta không thể touching đến người ta được, người ta không nghe rõ, người ta sẽ không thể hiểu được mình đang truyền tải cái điều gì. Còn về Tố Tố thì ngày hôm nay thì cái bài này anh thấy cái quãng nó cũng hợp em lắm, nó hơi dưới sức em không, nên là anh sẽ không có đánh giá về phần kỹ thuật giọng hát, mà anh sẽ đánh giá tụi em về cái khía cạnh đó là cái cách xử lý bài có thông minh hay không, có mới mẻ không, có thú vị hay không. Đó, nó là như vậy. Đến đến tay đi. Động anh thấy nhập, là bài này là em hát vững vàng, mọi thứ là nói chung là gần như là hoàn hảo luôn, không có một cái lỗi nào cả. Tuy nhiên có thể là cái trải nghiệm của cả ba em về chuyện tình yêu thì cũng cỡ anh thôi, anh cũng ít yêu ai mấy chục nên là để mà mình có thể thấu hiểu được thì nó cần phải thêm thời gian trải nghiệm. Anh nghĩ là cái này chắc là tụi em cũng sẽ phải gặp nhiều trong đời về sau này thôi. Chúc mừng ba em đã hoàn thành và anh đã có được người chiến thắng trong lòng mình. Dạ, cảm ơn những chia sẻ. Chứ còn mà nếu mà vẫn phải loại thì anh vẫn sẽ chọn lại một trong hai MC. Được rồi, cảm ơn những chia sẻ của Châu Đăng Khoa. Dạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ ca sĩ Phương Vi. Đúng như lời của anh Khoa hồi nãy nói, đối với phần trình diễn của Jackie thì Jackie bị để micro hơi xa. Vi rất là thích những cái mà luyến lấy của Jackie, nhưng mà để xa quá cho nên là Vi không có nghe rõ, cho nên thấy hơi uổng. Còn đối với tay thì tự nhiên qua bài này cái tinh thần khác hẳn luôn, giọng nó sáng hẳn luôn, hợp với bài này thì không hiểu sao. Còn đối với Tố thì vẫn như cái bài trước, giọng bạn vẫn rất là mạnh, nhưng mà có một cái Vi nghĩ là mình nên tiết chế chút xíu, đó là những cái xử lý mà nó hơi nhựa trong cái câu hát ấy, mình tiết chế chút xíu nữa thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Phương Vi. Thì bây giờ xin mời ca sĩ Phương Vi sẽ công bố. Vi nữa ha? Đúng rồi. Bài này thì chắc là mình không có cho bằng điểm nhau được rồi.
riêng với bài này thì cái giọng của Tây nó đặc biệt, nó sáng hơn và cái phong thái của bạn trên sân khấu nó tự tin hơn, cho nên xin phép cho Tây 10 điểm. 10 điểm. Chúc mừng Tây. Còn Jackie và Tố Tố thì xin phép cho hai bạn 9 điểm rưỡi nha. Cảm ơn ca sĩ Phương Vy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả để xem ai sẽ bước tiếp và ai sẽ phải dừng lại. Và trên tay của hai MC đã có số điểm của cả ba bạn Jackie, Tố Tố và Tây. Với số điểm lần lượt là 57, 56,5 và 54,5. Người đầu tiên sẽ bước tiếp vào vòng trong thể hiện phần đơn ca của mình. Đó là... Kheo Nakhon Tây. Chúc mừng với 57 điểm. Bạn. Và bây giờ thì xin được chúc mừng người sẽ bước tiếp vào vòng đơn ca với số điểm là 56,5. Đó là... Jackie! Chúc mừng! Cũng rất là cảm ơn Tố Tố đã đến với chương trình ngày hôm nay và hòa giọng với hai người bạn đồng hành của mình trong hai tiết mục hát nối rất là tuyệt vời và khác lạ. Cảm ơn Tố Tố vì em đã đem cái màu sắc âm nhạc của mình đến với sân khấu của người hát tình ca. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đơn ca của Kheo Nakhon Tây và Jackie. Nếu như mà sớm biết có ngày chúng ta phải chia ly thì ngay từ đầu chúng ta gặp nhau để làm cái gì? Để rồi ai cũng buồn, ai cũng đau với một trái tim tan vỡ. Càng cố xóa nhòa thì ký ức của người đó lại càng rõ nét trong tim. Dạ, đừng hối hận bởi vì chúng ta đã từng gặp nhau. Bởi vì cái khoảng thời gian mà chúng ta gặp nhau đó đã mang đến cho nhau rất là nhiều những hạnh phúc chưa từng mà, đúng không nào? Hãy trân trọng nó và cũng đừng mong đợi rằng là thời gian sẽ có thể xóa nhòa tất cả. Bởi vì thời gian không làm gì hết, chỉ duy nhất một điều là thời gian sẽ giúp chúng ta có thể quen đi cái cảm giác sẽ phải hạnh phúc một mình. Chẳng cần cố xóa đi, ai yêu em bằng ngày, vậy mà em nỡ buông tay trong khi anh vẫn còn yêu em. Sao em quá nhẫn tâm, nói với anh một lời trước khi xa rời, để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi. Đơn đâu mang một đời có ai thấu hiểu, chỉ mong khi gặp lại đã quên được người. Nói với anh lời xin lỗi anh rồi, rằng sao đâu một mình cũng sẽ quên thôi. Bước quay đi lặng lẽ khóc than giữa trời, giá như biết ngày đầu đã không gặp người. Quá khứ đâu còn ta, dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng cần có xóa đi. Ai yêu em bằng anh, vậy mà em nỡ buông tay trong khi anh vẫn còn yêu em.
Sao em quá nhẫn tâm, nói với anh một lời trước khi xa rời. Để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi, đơn đâu mang một đời có ai thấu hiểu. Chỉ mong khi gặp lại đã quên được người. Nói với anh lời xin lỗi anh sai rồi, chẳng sao đâu một mình cũng sẽ quên thôi. Bước quên đi lặng lẽ khóc than giữa trời, giá như biết ngày đầu đã không gặp người. Một lời trước khi xa rời, để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi. Đến đâu mang một đời có ai thấu hiểu, chỉ mong khi gặp lại đã quên được người. Nói với anh lời xin lỗi anh sai rồi, chẳng sao đâu một mình cũng sẽ quên thôi. Bước quên đi lặng lẽ khóc than giữa trời, giá như biết ngày đầu đã không gặp người. Và chúc mừng Tennacon J. Rất bất ngờ và sôi động đúng không ạ? Và đó là phần thể hiện đơn ca của Tennacon J. Và ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với phần nhận xét của ba vị quân sư, hãy dành ít phút để cho ba vị quân sư có thể đưa ra số điểm của mình nha. Xin mời. Thời gian cho điểm đã hết. Thấy Châu Đông Khoa có vẻ rất là hào hứng ở trong phần cho điểm, rồi sau đó cũng vỗ tay nhẹ nhẹ, có vẻ rất là hài lòng với phần này. Thực ra cái việc mà mình đi thi, mình lựa bài nó phù hợp, nó quan trọng như thế nào. Và cái bài hát ngày hôm nay mà em lựa giống như là một cái điềm báo cho em vậy đó. Bài tên không bằng là nó không bằng bài trước rồi. Tại vì là đây là một trong những cái bài hát mà anh rất là thích ngay từ lần nghe đầu tiên luôn. Cái bài này nó sẽ phù hợp với nữ hơn là nam, với lại một cái tiết tấu chậm kiểu ballad, pop ballad nó sẽ phù hợp hơn là với lại một cái tiết tấu nhanh như thế này. Đây cũng là một cái kinh nghiệm cho em, một cái bài học để sau này khi mình hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp hơn á, thì mình sẽ có những cái lựa chọn nó đúng đắn hơn. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của Châu Đông Khoa. Và tiếp theo xin được mời Phương Vi. Ngay từ cái câu hát đầu tiên là Vi đã thấy được mình chưa có tới nốt á, cho nên nghe nó không có đã. Nét mặt của tay khi mà diễn cái vũ đạo á, nó hơi bị dễ thương quá, phải mặt phải ngạ nói với mọi người đúng không? Nhưng mà quả thật á, Tây chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên bạn ấy nhảy lên sân khấu. Ồ, vậy hả? Thế nên là bạn sẽ còn có rất là nhiều. Nếu vậy thì Tây rút kinh nghiệm, lần sau khi mà mình dùng vũ đạo thì mình phải hiểu ra được cái động tác vũ đạo. Nhìn trên sân khấu nó sẽ matching với lại cái bài hát của mình như thế nào. Chứ không thôi là nó rất là uổng. Tại vì Vi biết là khi mà hát mà cộng với vũ đạo nó sẽ rất là mệt, nó tốn sức mình rất nhiều. Thì một khi đã tốn sức thì mình phải làm cho nó tới, chứ đừng làm bị nửa chừng, nó uổng lắm ha. Lại là một cái sự không phù hợp khi mà chọn bài hát. Dạ. Dạ, anh Vũ Quốc Việt sẽ có những chia sẻ như thế nào anh? Mình thì có cái nhận định khác với Vi tí xíu. Là mình thấy bạn vũ đạo vậy là để nó cứu cánh lại cái việc hát. Là vì nếu mà tay mà đứng yên nữa là coi như là cái nó rất là nhạt luôn á. Dạ, không, ý em nói là vũ đạo thì nó đúng. Chưa tới đúng nhưng không? Nhưng mà mình phải chọn cái động tác hoặc là một cái nét diễn của mình nó khác so với cái hồi nãy. Tại vì hồi nãy nó bị dễ thương quá. Biên đạo á, chọn cho tay cái vũ đạo đó cũng nhìn cái gương mặt, rồi nhìn cái vóc dáng, nhìn cái độ tuổi. Dẫu sao thì em cũng đã hoàn thành cái bài hát vừa rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn những chia sẻ của ba vị quân sư. Bây giờ thì xin mời ca sĩ Phương Vi sẽ công bố số điểm dành cho Tây. Vi sẽ dành cho Tây 9 điểm trong cái phần trình diễn vừa rồi của mình nha. Cảm ơn chị Phương Vi. Và như vậy là chúng ta đã đến với tiết mục đơn ca đầu tiên từ người chơi là Tennacon J. Chúc mừng bạn, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một tiết mục đơn ca nữa để xem là trong trận chiến này ai sẽ là người giành được số điểm cao hơn đến từ ba vị quân sư nhé. Quý vị có biết không, chỉ có những người trải qua cảm giác khi yêu rồi mới hiểu điều này, là đôi khi á, điều mà chúng ta mong mỏi nhất
làm cho chúng ta hạnh phúc nhất, cũng đồng thời là điều mà chúng ta rất khó để nắm bắt được, chỉ đến trong giấc mơ mà thôi. Dạ vâng ạ, một giấc mơ rất đổi nồng nàn. Một giấc mơ thể hiện được bao nhiêu khát khao vì tình yêu. Một giấc mơ không có sự tổn thương, không có bất kỳ sự ghẻ lạnh nào hết. Một giấc mơ mà chúng ta không mong muốn được tỉnh thức. Một giấc mơ mà chúng ta luôn tin rằng đó là giấc mơ có thật. Chắc gì?
phần thể hiện vừa rồi sẽ chiếm được bao nhiêu điểm đến từ ba vị quân sư đây ạ? Hãy dành ít phút để ba vị quân sư cân nhắc và đưa ra số điểm của mình nhé. Xin mời ạ. Cảm ơn ba vị quân sư. Và bây giờ thì xin được mời ca sĩ Phương Vi hãy chia sẻ. Đây cũng là một cái bài hát làm cho Vi nhớ là tình đầu của Vi. Trời, nguyên cái chương trình này hay ghê, toàn chọn những cái bài hát nó mang lại kỷ niệm đau buồn. Thì bài hát này là một cái bài hát khó, tại vì nó liên tục, nó cần một cái làn hơi rất là phong phú. Đối với cái phần trình diễn vừa rồi thì Vi thấy nó là một cái phần trình diễn rất là trọn vẹn. Chỉ có một cái chút xíu thôi á, là có vẻ như là cái phần đầu mình nên tiết chế cái phần luyến láy chút xíu để dành cho cái phần sau, tại vì có vẻ như là Jackie hơi luyến láy hơi nhiều xuyên suốt bài hát, cho nên là nó bị lặp lại, cho nên là hơi tiếc chút đó, chút xíu chỗ đó thôi. Chứ còn đối với Vi, cái bài hát vừa rồi nó là một cái bài hát rất là nhiều cảm xúc và rất là hay. Cảm ơn chị Phương Vi. Và không biết với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa thì bạn nghĩ như thế nào về tiết mục trình diễn vừa rồi ạ? Khoa lại suy nghĩ khác với chị Phương Vi một tí. Khoa thích cái sự ố về của bạn. Làm cái gì đó là mình, tại vì đó là cái máu của bạn rồi, là bây giờ mình bắt bạn bỏ đi nó không thể được. Nhưng mà ố về để dành khúc sau á. Mà em thích ố về ngay từ đầu luôn. Ố về hả? Bây giờ khán giả tại vì giờ em thấy là khán giả họ khá là vội vàng, tại vì có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu như 30 giây đầu tiên mà không đủ cú hút là họ next liền. Đó, là từ đầu vô là phải ngon lành liền. Nhưng cái bài này nè, ban đầu anh cảm thấy rất là đã luôn á, em làm cho anh phải nhập tâm vào trong cái bài hát của em rất là nhiều. Tuy nhiên thì em vẫn có một cái tật cố hữu, đó chính là cái việc xử lý micro của em á. Anh nghĩ là một sớm một chiều thì cái thói quen mình sẽ rất là khó thay đổi. Nếu như mà em để cho âm thanh nó đều hơn, nó không có bị lúc lớn lúc nhỏ như vậy, thì anh nghĩ là anh sẽ chấm em 10 điểm luôn. Dạ. Nhưng ngày hôm nay anh sẽ trừ điểm em. Trừ điểm nhưng mà trừ trong tâm thôi chứ không phải trừ điểm thiệt. Nhưng mà thật sự luôn, anh chia sẻ thêm một cái điều nữa. Tuy anh sẽ trừ điểm em nhưng mà anh thật sự là muốn mời em thu một bài hát gì đó của anh. Wow. Yeah. Trừ điểm nhưng mà mở cửa phần thu. Anh cứ trừ thoải mái. Em không cần điểm luôn đúng không Jackie? Không cần điểm nữa. Em thấy nó ok quá. Cái món cơm thêm này ngon lành quá em nè. Vậy là cái sự ô về của mình đã đạt được kết quả ok rồi đó. Ok hen. Dạ. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Chương trình Người Hát Tình Ca năm nay á, nó đã có nhiều cái thay đổi rồi. Và những cái thay đổi rất hấp dẫn. Hôm nay là có những cái người chơi, đặc biệt những người lạ nhất, trong đó có Jackie. Tuy nhiên anh cũng có một cái gợi ý. Em hát cái thể loại em á, thì anh không nói, anh đã xem rồi, thì nó tuyệt vời rồi, nó theo cái cách của em là đúng. Nhưng khi em hát những cái bài mà bị bắt buộc hoặc là được bắt buộc trong chương trình Người Hát Tình Ca, hoặc là cover lại một cái bài hát vừa rồi quá nổi tiếng đi, thì anh nghĩ là mình cũng phải có những đoạn tuân thủ vô cái melody chính tí xíu. Rồi cũng có thể là mới đầu mình vô mình feel liền cũng không sao, nhưng mà ít nhất qua cái đoạn sau, cũng cái đoạn đó mình phải về melody chính, tức là cái giai điệu chính, để cho người ta, có nhiều người khán giả khác cái gu của mình nữa, họ chấp nhận, họ về phía bên em chứ, đúng không? Cho nên á, em cứ giao đãi và feel theo cái cách của em, mà nguyên bài á thì nó sẽ bị một màu á, kéo người ta đi hoài vậy. Khi cái người mà mới vừa nghe cái gu đó, người ta cảm thấy ồ sao khó nghe quá, mà đi cứ uốn éo hoài, lượn hoài, người ta cũng sẽ nản. Nhưng mà cái đó là cái cách anh muốn làm cho nó trang hòa, em hiểu không? Khán giả cũ của mình và khán giả mới của mình vẫn nghe được. Thì cái đó là cái góp ý chân thành bổ sung cho em, để em có nhiều cái vốn hơn để em xử lý và em trình diễn những cái nhạc phẩm không phải là cái gu của em. Cảm ơn em. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Như vậy là ba vị quân sư chúng ta mỗi người lại đưa ra một lời khuyên riêng, cũng như là một nhận định riêng cho phần trình diễn của Jackie. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của ca sĩ Phương Vi. Phần vừa rồi quá hay. 10 điểm Jackie. Chúc mừng. Và chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của bạn Kel Nakonte. Và bây giờ trên tay của Kiều Ngân và anh Vũ Mạnh Cường chính là điểm số của hai bạn Jackie và Kel Nakonte. Điểm số lần lượt là 29 điểm và 26,5. Chúng ta sẽ phải chia tay với một chàng trai và cùng
đưa một chàng trai vào phần tam ca chung với ca sĩ Phương Vi. Và người sẽ bước tiếp đó là Chucky. Rất tuyệt vời và rất xứng đáng với phần trình diễn vừa rồi, ấn tượng Chucky. Và, dạ, và xin cũng được, xin được nói lời chia tay với Kevin Conte. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình này và Cường tin chắc rằng là với những chia sẻ vừa rồi của những vị quân sư nè thì bạn có thêm được hành trang cho mình ha. Còn bây giờ thì trước khi chia tay bạn cũng sẽ có đôi lời cùng chia sẻ đúng không nè? Đầu tiên là em xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành lời chúc đến em và lời khuyên, lời góp ý. Bình thường em hát ở bên Lào của em thì em sẽ hát mấy cái bài rock hoặc là bài ballad. Hát bài nhảy thì em sẽ hát mấy cái bài vui vui sầm sàng của Lào hoặc của Thái thôi. Chứ nhảy kiểu này thì em nói thật sự là đây là lần đầu tiên của em được nhảy. Hôm qua em đã tập ở nhà rồi, tập đến 3-4 giờ sáng em tập xong mà em ngủ quên. Cái việc nhảy này là quá sức với em nên là, nhưng mà em cũng cố gắng hết mình rồi. Sau này em sẽ cố gắng thêm. Em tin chắc là với cái sự vượt qua giới hạn của bản thân như vậy thì biết đâu là bạn sẽ có được cho mình thêm những trải nghiệm rất là đáng quý đúng không? Và đến với Người Hát Tình Ca, một phiên bản hoàn toàn mới của Thay đúng không nào? Và một lần nữa xin chúc mừng Thay. Người quá xa, đường về dài thành thang quen. Người gần bước chân vẫn như còn xa. Dù lòng nhớ thương người vẫn luôn âm thầm mà nói không nên lời. Ngày tháng qua, người tình trong em chôn sâu. Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau, lòng thầm ước mơ được nghe tiếng. Lời yêu anh dấu kín mà sao em vẫn thấy anh âm thầm mình.
quá nhiều điều bất ngờ cho tiết mục chào sân của đêm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng ba người chơi. Cảm ơn vũ đoàn New Sky. Và trước khi ba vị quân sư sẽ đưa ra số điểm cho các bạn thì ngay bây giờ các bạn hãy chia sẻ một chút xíu thông tin về mình. Dạ, lần đầu tiên cho phép em được gửi lời chào tới hai anh chị MC, ba vị quân sư và các khán giả đang theo dõi chương trình Người Hát Tình Ca. Dạ, em tên là Roy Nguyễn, hiện tại em đang là ca sĩ hoạt động solo và hôm nay rất là vui khi có mặt tại Người Hát Tình Ca. Dạ rồi, tiếp theo ạ. Dạ, em xin chào hai anh chị MC, ba ban giám khảo cùng tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em vẫn còn đang chiêm nghiệm về cái tên đó. Em cũng xin nói thêm là tại vì em có cái tên đó là bởi vì em lai ba dòng máu. Ba em là người Ấn, mẹ em là người Hoa Việt. Cho nên em có ba dòng máu là Việt Hoa Ấn trong người. Tuyệt vời. Ngân đã thấy trên nét mặt của Khoa biểu đạt cái sự băn khoăn. Tại vì sao? Tại vì ba bạn này là Khoa quá rành luôn. Và Khoa đã chứng kiến các bạn trưởng thành như thế nào. Ngày hôm nay nè, mình biết đây không phải là sở trường của ba bạn luôn. Mà nếu như mà là một cái bài hát mà nó tiết tấu hơn, nó sôi động hơn, có thể hiện vũ đạo đi thì các bạn sẽ thấy là ba bạn này cháy như thế nào trên sân khấu. Tại vì cái kỹ năng vũ đạo của ba bạn này là phải thuộc hàng, tôi Khoa nghĩ là chắc chắn là hơn Khoa rồi, hơn tụi mình rồi đó. Không, chắc chắn là hơn Khoa chứ Ngân rồi, mình đừng có đem mình ra so sánh ở đây luôn. Ví dụ như là Roy Nguyễn đi, ngày hôm nay á, anh bất ngờ giọng hát của em khi mà em hát cái thể loại nhạc mà nó tiết tấu nó chậm hơn như thế này. Anh cảm giác là em đã luyện tập rất nhiều đúng không? Để mà em có thể thay đổi bản thân mình như vậy. Còn Thảo My, anh đã từng rất muốn bắt em về công ty anh. Ngay bây khi lần đầu vẫn, gặp vẫn, gỡ. Vẫn được mà Khoa. Giờ chắc người ta có nơi có chốn rồi chứ làm gì đến phiên mình nữa. Mình suy nghĩ lại. Nãy em mới nói em hoạt động tự do. À vậy hả? Đó, cơ hội nha. Yeah. Gửi đến Khoa luôn á Khoa. Có nghĩa là thật sự là Khoa với My á phải gặp nhau trong những cuộc thi ít nhất 5 lần rồi. Từ những cái ngày mà My còn đang đi học nhỏ xíu à. Và đến ngày hôm nay cũng vậy, anh vẫn luôn cảm nhận được cái nguồn năng lượng thanh xuân của em. Mỗi lần em hát á, em hết mình lắm. Tuy nhiên cái sự hết mình đó nó làm cho em bị thiếu kiểm soát đi một tí. À, nếu mà em biết cách kiểm soát hơn một tí nữa thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Có những lúc mình cần phải thỏ thẻ đúng không chị Vy? Đúng bỏ rồi, nhỏ, rồi, mình tâm sự. Và này kia lúc nào, chứ lúc nào mình cũng hừng hực năng lượng như vậy á. Thì đôi khi nếu mà nghe một bài thì không sao, chứ nghe nhiều bài nó sẽ khiến cho khán giả bị mệt. Đó, nó là như vậy. Rất là giọng em rất hay, rất tốt. Và còn phiên bản nam của Hồ Hà của tôi thì không phải bàn nữa. Có nghĩa là anh nghĩ là em là một người may mắn nhất ở đây. Trời cho em một cái chất giọng nó quá đặc biệt. Và em biết không, tất cả những trong mắt anh, theo quan điểm của anh á, thì những người ca sĩ nổi tiếng nhất ở Việt Nam, họ là những người đặc biệt nhất. Chỉ cần nghe một cái là có thể nhận ra giọng của họ liền. Và em có được cái điều đó, đó là cái điều cực kỳ may mắn của em luôn. Cái mà em còn thiếu là gì, anh nghĩ là do em đi làm văn phòng á, nên là em sẽ không có thời gian dành nhiều cho âm nhạc như hai bạn kia. Chi phối, đó, chi phối nó bị kìa. Nó bị chia phân chia thời gian của mình ra hơn đó. Nhưng mà khi đã bước vô trong đây rồi, anh muốn em phải thật sự tập trung hơn thêm 100% nữa, được không? Tại vì anh cảm thấy là ba bạn quá xứng đáng để chiến đấu với nhau trên sân khấu ngày hôm nay. Và bây giờ anh vẫn không biết là nên chấm điểm như thế nào luôn, quá khó. Nhưng mà chắc người nghĩ rằng là tới bây giờ chắc mình chấm điểm trước đi, chứ lát nữa phân tích nhiều khi là số điểm sẽ thay đổi. Đó, nên là bây giờ mình sẽ dành khoảng 30 giây thôi cho ba vị quân sư ạ. Xin mời. Thời gian cho điểm đã hết, xin được mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, người đã đưa ra số điểm rất là nhanh chóng, sẽ chia sẻ như thế nào với phần thể hiện vừa rồi ạ. Việt thấy bạn nữ á, năng lượng rất là dồi dào nha. Bạn biểu diễn có mang tính chất nam tính trong đó luôn á, tức là tay chân rồi rất là mạnh mẽ. Bạn Ngọc Tân là lúc mà em hát lên cái quãng 8 cao á, nó giống như là nữ á. Anh một lần nữa gọi là giật mình. Còn Roy Nguyễn thì cũng mong chờ ở bài sau em phải quyết chiến lên. Em phải chiến thắng nha. Và ba bạn cũng vậy. Chúng ta phải tìm một chỗ đứng để bước vào, để chúng ta cho khán giả nghe mình solo như thế nào, ở thế mạnh của mình nhất. Chúc ba bạn thành công. Và cảm ơn ba bạn đã đem tiết mục vừa rồi rất hấp dẫn. Cảm ơn anh Vũ Quốc Việt. Hồi nãy anh Vũ Quốc Việt có nói là bông hồng nước Úc của chúng ta trong lúc trình diễn thể hiện một chút nam tính. Em nghĩ là điều đó là cần thiết cho một nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Cái sự nam tính của bản lĩnh, của điều phối, của sự bình tĩnh và cái sự nữ tính quyến rũ, cái tính nữ trong đúng bài rồi. Hát không, phải cái đó được. Là, cái đó là cái khen ngợi chứ không phải là cái chỉ trích. Tức là một cái mạnh mẽ. Nó rất là tuyệt vời và em nhìn thấy điều đó ở những cái cách mà chị Phương Vy
thể hiện, đặc biệt là trong cái năm mà chị Phương Vi đại diện cho Việt Nam đi thi quốc tế, em đã nhìn ra điều đó. Nên là chắc chắn là chị sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ ngay lúc này đúng không ạ? Xin mời chị Phương Vi ạ. Cũng giống như là anh Khoa với anh Việt nói vừa rồi thì chị rất là thích cái giọng em rất là sáng. Nhưng mà đúng thiệt giống như là anh Khoa nói luôn là mình nên có cái dynamic ở trong cái giọng chút xíu để cho khán giả có thể thấy rõ được cái sự chuyển biến trong cái giọng hát của em, thì nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Tại vì hồi nãy cái bài này thì em dùng hơi bị nhiều lực và nó bị đều liên tiếp quá cho nên nó hơi uổng chỗ đó. Còn nãy giờ mình cứ nghe mọi người nói Tân là hát được giọng hồn hà, mình chưa tưởng tượng nổi là cái giọng hồn hà của Tân hát nó sẽ như thế nào, có thể nào thị phạm được không? Thể hiện liền. Thực ra thì em cũng chia sẻ là 3 năm rồi em mới quay trở lại sân khấu. Dạ, có nhiều sự thay đổi với em và em cũng đang cố gắng để bị thoát ra khỏi cái hình tượng cũ của mình. Em đang cố gắng rất nhiều. Bởi vì chị Vi yêu cầu cho nên là em xin thể hiện lại một chút xíu giọng chị Hà. Hy vọng là Vi sẽ không quá bất ngờ. Hạnh phúc xưa đâu rồi, nguyện ước xưa đâu rồi, chẳng lẽ anh nỡ đành lòng buông xuôi hết. Người trách em vô tình, làm dở dang xuyên mình, vừa trách em đi nhẹ lòng anh bước đi. Wow. Trời. Chị Phương Vi thấy sao ạ? Hết hồn, tại vì hồi trước là Vi là chung công ty với lại chị Hột Hà, cho nên Vi hay gọi chị Hà là chị Hai. Trời ơi, nghe cất giọng các tụi chị Hai ngồi kế bên luôn á. Hết hồn. Xuất sắc quá Tân ơi. Xuất sắc. Ok, còn Roy, Vi rất là thích cái dáng của Roy đứng trên sân khấu, rất là da ra dáng nghệ sĩ luôn. Cao ráo và nhìn rất là sáng sân khấu. Nhưng mà có một cái chỗ xíu này nè. Bạn có một cái đoạn rất là đắt giá ở sau cùng của bài hát là cái đoạn feel. Nhưng mà Vi thấy cái đoạn feel nó chưa có được tận dụng hết mức có thể. Có nghĩa là nó feel nó hơi bị đơn giản quá, nó hơi bị dễ đoán quá cho nên là hơi phí đoạn đó. Cho nên thí dụ cái bài sau á, mà mình có những cái đoạn mà mình có thể thể hiện được cái sự sáng tạo thì bạn nên bỏ thêm một chút xíu cái tư duy mới hơn trong cái sự feel trong cái bài hát của mình. Chúc mừng ba bạn. Dạ, yeah, không có chúc mừng xuân vậy ạ. Bây giờ phải gửi tặng số điểm cho mỗi. Dạ, yeah. Hỏi nữa hả? Nữa. Hoa hậu thân thiện 9.5 xin tặng các bạn. 9.5 cho tất cả mọi người. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Là một số điểm khích lệ để cho cả ba bạn bùng nổ hết sức ở phần thử thách hát nối thứ hai này. Và ở cái phần này thì nhớ là nó mang tính cạnh tranh nha. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với thử thách hát nối tiếp theo. Như vậy là đã hoàn thành xong thử thách hát nối mang tính quyết định cho đêm nay rồi. Chúc mừng cả ba bạn nha. Ngay bây giờ xin được mời ba vị quân sư đến với phần trao điểm. Xin mời. Dạ, phần trao điểm đã hết ạ. Tới bây giờ thì nữ hoàng thân thiện. Ok, cái bài này là phải nói là nó thuộc về Tân rồi Tân ơi. Bạn lên cái đoạn cao á, Vi bị nổi da gà luôn á. Lâu lắm rồi Vi mới có được cái cảm giác khi mà ngồi nghe hát live mà nổi da gà. Tại vì bạn lên nó mượt quá, nghe nó đã dễ sợ đã luôn á. Cho nên là riêng đối với bài hát này á, thì Vi rất là thích cái giọng của Tân. Nghe rất là mượt. Và đối với Mi á, thì có vẻ như là Mi đã rút được kinh nghiệm từ cái bài trước rồi. Cho nên là Vi nghe rõ ràng thấy được cái sự nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn trong cái việc bạn thể hiện trong cái bài hát này. Rất là hay. Còn Roy thì đẹp trai. Đẹp trai. Không, cũng không những đẹp trai đâu. Nhưng mà hát cũng rất là tình cảm trong bài hát này. Cho nên là
xin chúc mừng ba bạn đã hát cái thành công cái bài hát tuổi thơ của Vi. Cái bài này hồi xưa lúc mà mới biết yêu á, Vi thích dữ lắm, cho nên là thank you so much. Hát quá hay quá. Dạ, mình có nói luôn số điểm luôn mà. Chị Vi muốn công bố luôn không? Hay là đợi anh Việt với lại Châu Đăng Khoa nhận xét xong rồi chị công bố cũng được ạ? Do chị thôi ạ. Lúc nãy thì chị Vi có nói là lúc chị Vi mới yêu thì Vi thích bài này. Còn mà khi Khoa mới biết yêu á, Khoa thích lúc mới yêu của chị Vi. Lại là một màn chia sẻ cảm xúc. Không, là chia sẻ rồi chân thành luôn, mọi người nhìn vào ánh mắt em đẹp. Em cũng mê bài đó của chị nữa. Cảm ơn em. Ủa, Phương Vi đang họp fan club ở đây hả mọi người? À, dạ đúng rồi ạ. Đầu tiên nói về Tân đi. Đúng như chị Vy nói, cái đoạn chuyển của em nó mượt mà kinh khủng khiếp. Và em ơi, em không có cần phải cố gắng để thoát ra hình ảnh của chị à hay gì cả. Em hãy cứ xem đó như là một cái món quà vui mà em tặng khán giả thôi. Còn cái giọng riêng của em mà đã nói rồi, em có làm gì nó cũng hay. Thật sự là như vậy luôn. Em say mê, em hát đến nỗi mà em quên bước xuống luôn. Ừ, nhưng mà không sao cả, tại vì cái phần hát quá tuyệt vời đó, đã cứu lại tất cả. Còn My đúng như là chị Vy nói nãy luôn á, là rút được kinh nghiệm liền ngay lập tức. Nhưng mà em cũng đừng có vì thế mà đánh mất chính mình nha. Cái chuyện mà mình kiểm soát nó thái quá, nó mang tới lại những cái kết quả khác nhau đó. Hiểu ý anh không? Có nghĩa là mình kiểm soát nhưng mà mình vẫn phải là chính mình. Còn Roy, có thể hôm nay em gặp hai đối thủ hơi mạnh. Nhìn em có một sức hút rất là đặc biệt luôn. Và cái điều này là không phải ai cũng có đâu. Anh rất là hy vọng là em phải tự tin hơn vào cái giọng hát của mình nữa. Ví dụ những cái phần feel sau mà, ví dụ như mà em mà tăng thêm 20% công lực nữa chẳng hạn, để cho nó bứt phá hơn hẳn. Trong mắt anh đó là ba bạn đúng là cân tài cân sức luôn và rất là khó chọn luôn á. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Châu Đông Khoa. Dạ, anh Vũ Quốc Việt có vẻ như là ngư ông đắc lợi nha. Ba bạn này á khác nhau nhưng mà hòa quyện vào nhau. Anh Việt chỉ có tiếc cái là biết sao, ở dưới chân chúng ta đạo cụ là những cái đóa hoa, chúng ta hơi bị thờ ơ. Có một điều rất buồn cười là lúc mà Thảo My bước xuống á thì thấy Tân không bước xuống. Đúng ra em là diễn viên á, em cứ tự nhiên đi kệ ảnh, hiểu không? Mình xuống mình diễn với bạn này giống như là một cái kịch bản khác. Em cứ chờ và đâm ra cái chỗ đó nó bị hờ hững. Nhưng mà em nghĩ là do bé My á, bạn ấy chân thành quá với sợ mình. Bạn Tân là sai, sợ bị sai nên là nhắc bạn, đó là một cái ý tốt. Cho nên là mỗi người cũng có cái ưu và cái khuyết trong cái bài này, cho nên sẽ có một số điểm hấp dẫn phía sau. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cho điểm của Phương Vi. Phần cho điểm này thì Vi không có cố tình làm hoa hậu thân thiện, nhưng mà ba bạn rất là đồng đều nhau cho nên vẫn cho điểm bằng nhau thôi, là 9.5. Dạ, giống như duyên số rồi, bắt buộc mình trở thành hoa hậu thân thiện rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Người đầu tiên đó là Basker Ngọc Tân có số điểm 56.5 điểm. Và Kiều Ngân xin được công bố số điểm của Roy Nguyễn, 56.5. Như vậy nếu như Thảo My có số điểm thấp hơn và dừng lại, nhưng mà nếu bạn có số điểm cao hơn thì hai người này phải đấu với nhau thêm một vòng nữa đó. Và Thảo My có số điểm là 56.5 điểm. Không nằm ngoài dự tính của hai MC. Và thật sự thì lúc này Ngân rất là vui luôn và rất là hả hê. Còn cái phần khó khăn nhất thì... Dạ, xin mời cho ban quân sư ạ. Bây giờ thì ban quân sư chúng ta sẽ phải đưa ra thảo luận để chọn ai phải dừng lại. Và người đưa ra quyết định cuối cùng là nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Đây là lần đầu tiên có một cái kết quả ngoạn mục như vậy mà ban tổ chức không hề hay biết. Bạn nào sẵn lòng nhường lại chiếc vé để hai bạn còn lại đi tiếp? Tại vì ai cũng vậy thôi. Chúng ta cũng đã từng được bạn khác nhường cho chúng ta ở những xuất diễn khác, ở những chương trình khác, hoặc là ở những vai diễn khác rồi. Bây giờ có lẽ rằng chúng tôi đã có một cái quyết định. Người phải dừng lại đó là... Đó là Ngọc Tân, Thảo My hay là Roy? Trời đất ơi, kỹ năng là siêu thượng thừa quá. Dạ, và... Cảm ơn Roy. Chúc mừng Ngọc Tân và Thảo My. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người.
xin được chia tay với Roy Nguyễn nha. Cảm ơn Roy rất nhiều vì đã đến với Người Hát Tình Ca, và xin được chúc mừng cho Mikaron và Basker Ngọc Tần. Anh và em, chúng ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau, dạy cho nhau biết thế nào là yêu. Nhưng mà cuộc đời trớ trêu thay, hai ta rồi sẽ tìm thấy được hạnh phúc, nhưng mà là hạnh phúc bên người khác. Thưa quý vị, bởi vì ai rồi cũng sẽ khác, và tình yêu nồng nàn đó chúng ta sẽ trao cho một người khác, không phải là của nhau nữa. Dạ, tình chưa phai nhưng đã là tình cũ, tình nồng say nay đã mờ phai. Tình ra đi vội vàng, có tên người đành vỡ.
Xin mời ba vị quân sư sẽ cùng đến với phần cho điểm ạ. Đã hết thời gian cho điểm rồi ạ. Muốn lắng nghe những nhận xét đến từ chị ca sĩ Phương Vi trước đi ạ. Xin mời chị Phương Vi. Xuyên suốt cái bài hát vừa rồi thì bạn xử lý phần lời của bài hát nó hơi đều chút xíu, nhưng mà gọi là trái tim Vi nó tan chảy khi mà bạn hát cái câu hát cuối cùng á. Quá hay, quá là xuất sắc cái đoạn cuối luôn, cho nên là lấy điểm cái đoạn cuối rồi gần như là tuyệt đối luôn. Xin chúc mừng bạn. Vậy thì số điểm sẽ tuyệt đối chứ ạ? Cái đó chưa biết ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét khác đến từ Châu Đăng Khoa. Ngày hôm nay Tân thổi một cái làn gió mới với trong cái bài hát, một kiểu khách hát nó khác hẳn với lại những cái ấn tượng ban đầu mà nó đã cố hữu. Tuy nhiên thì anh lại không thích lắm cái phần trình diễn này của Tân, tại vì anh cảm thấy là thiếu sự đột phá. Nếu mà nó đẩy người ta lên cao trào thì nó cần phải đi từ từ, từ mỏng cho tới dày, từ nhẹ cho tới mạnh và đẩy lên dần dần dần. Nhưng mà vô tình trước khi Tân làm cái phần cuối á, Tân lại làm bị gãy cái mặt cảm xúc một cái, rất là tiếc nuối ngay cái chỗ đó luôn. Lẽ ra Tân đừng chần chừ, lẽ ra nó phải trơn tru hơn, mượt mà hơn. Có cảm thấy là lẽ ra nó không nên nức nở quá như vậy. Dù sao mình cũng là một giọng hát nam. Đó là đối với quan điểm cá nhân của anh thôi. Dù có như thế nào thì em vẫn là một người sở của giọng hát mà anh rất thích. Anh ước gì anh hát được như em luôn á, thật sự. Cảm ơn Châu Đăng Khoa. Còn bây giờ thì xin mời anh Vũ Quốc Việt hãy chia sẻ cảm nhận của mình ạ. Tân sở hữu được cái quãng trầm và em hát nhảy lên quãng 8, thậm chí là em hát 3 quãng 8 thì đúng hơn. Tại sao em không tận dụng cái đó vô cái bài hát này? Ví dụ như đoạn đầu hay là đoạn B đầu gì đó em hát trầm ở dưới, xong đoạn sau em nhảy lên, phải là em giết chết người ta một cách ngoạn mục không? Tâm phục luôn. Cái tiết thứ hai là em hát em nhắm mắt nhiều quá. Tất nhiên không phải mở mắt là bị đơ, nhưng mà mở mắt để mình thổi cái hồn người ta, cái sự giao đãi của mình gần hơn với khán giả, để thu hút người ta bằng ánh mắt chứ. Không những tiếng hát nó đẹp rồi, cho nên á, anh có hai cái đóng góp cho em. Em đã có tài sản tốt rồi, em phải xài cho nó đúng cách và xài nó khoa học hơn thì con đường ca hát của em sẽ thăng tiến hơn. Cảm ơn em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe phần công bố điểm của Phương Vi dành cho Ngọc Tân. Vi dành cho Tân với bài hát này 9.5. Chúc mừng Ngọc Tân. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với thử thách hát đơn ca của Bông Hồng nước Úc quý vị nha. Xin được chào đón Mi Caron. Em đẹp nhất đêm nay, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt do nhạc sĩ Phạm Duy chấp bút, giai điệu vui tươi, hồn nhiên, tựa như tâm trạng của người con gái đang trên đường đến dự một bữa tiệc khiêu vũ vậy đó. Và cũng như bao cô gái khác, cô ấy muốn mình trở thành nữ hoàng đẹp nhất đêm nay. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tham dự một dạ tiệc mà ở đó có một bông hồng rực rỡ, không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tài năng, bởi giọng hát trời phú nữa. Nào, chúng ta hãy cùng nhập tiệc thôi. Xin mời. Em mong cho
đời kia. Và đó là Mi Caron. Chúc mừng bạn. Một bữa tiệc rất đẹp. Và bạn là bông hồng tỏa sáng nhất đêm nay. Không biết là những vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay nghĩ như thế nào về buổi tiệc này? Có làm cho quý vị hài lòng không ạ? Xin mời quý vị hãy cùng chấm điểm. Xin mời. Và thời gian đã hết. Cảm ơn ba vị quân sư. Bây giờ thì xin mời chị Phương Vi hãy chia sẻ cảm xúc của chị về tiết mục trình diễn vừa rồi ạ. Mi ơi, em đẹp nhất rồi đó, thiệt luôn đó. Quá dễ thương. Em phá vỡ cái cách mà hát cũ của cái bài này luôn, đặc biệt là những cái chỗ như aha, đêm nay ai cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây, những cái chỗ aha đó đó, thì em cho những cái attitude vào thì rất là dễ thương, rất là cute, và nó làm một người thiếu nữ rất là chủ động ở trong cái đêm tiệc của đời mình. Cho nên là chúc mừng em một cái phần biểu diễn rất là tuyệt vời. Toàn là những lời khen, cảm ơn ca sĩ Phương Vi. Và Châu Đăng Khoa, Cường nghĩ rằng là Châu Đăng Khoa cũng không có thể nào mà có thể chê được, đúng không? Anh cũng vừa đồng tình với chị Vi, và anh cũng có rất nhiều điểm anh không đồng tình với chị Vi về tiết mục này. Thứ nhất, anh cảm thấy bài hát này nó không hợp với em. Em còn quá nhỏ so với bài hát này, đây một bài hát nó quá lớn so với em. Nếu mà là anh sẽ chọn cho em ca khúc Búp Bê Không Tình Yêu chẳng hạn, làm theo cái kiểu pop rock chẳng hạn, nó sẽ rất là phù hợp, và cái năng lượng cũng như là cái giọng của em nó sẽ được tôn lên rất là nhiều. Còn đối với anh, cái bài này là nó phải có một chút lạ lơi, nó phải có một chút sexy, nó hơi đàn bà, đúng rồi, nó phải đàn bà hơn. Nhưng mà em chưa đến cái tuổi đó, em giờ tuổi ăn tuổi học thôi, yêu đương cái gì. Không, đi tiệc đi đồ là cấm nha, ở nhà lo mà luyện tập nhiều vào không có được đi chơi đi đi tiệc rồi đâu á. Ủa phụ huynh ơi, phụ huynh đang là cách dự tiệc thành phụ huynh luôn rồi. Không, thực sự là anh nó rất là tiếc cho cái chỗ đó. Tuy nhiên em thông minh ở cái chỗ là cái gì đó, em giao luôn, em kết nối với khán giả đó. Từ đầu chương trình tới giờ có một mình em làm cái điều đó thôi. Cần nghe những lời từ anh cũng có việc anh chia sẻ cái cảm nhận của anh đúng không, sự đồng cảm của anh. Anh thích cái bài này, em diễn xuất lắm, trời ơi đã lắm kìa. Lúc mà em đặt cái tay lên đây rồi bung lên vậy nè, cái đoạn đó mình cảm giác giống như là cái váy này nó rất là lớn trong một cái buổi tiệc, nó lớn hơn cái phần mà vũ đạo của em á, nó cũng cộng thêm cái điểm của em hát, và nó che lấp đi những cái khiếm khuyết mà lúc nãy giờ anh Châu Đăng Khoa có góp ý cho em. Cho nên anh nghĩ là em sẽ được một điểm kha khá đối với anh. Thường thường mà anh Việt mà nói điểm kha khá là cao lắm luôn á. Giờ bây giờ thì xin mời ca sĩ Phương Vi hãy chia sẻ số điểm của mình dành cho Micron. Mi ơi, chị gửi cho em 9 điểm rưỡi nha. Em cảm ơn chị. 9 điểm rưỡi, một số điểm cao đó. Và chắc chắn là cũng đủ để cho bạn cạnh tranh với đối thủ còn lại của mình ở vòng thi đơn ca này. Và ngay bây giờ sẽ cùng đến với phần công bố kết quả thôi. Và chúng ta sẽ cùng mời quay trở lại sân khấu Basker Ngọc Tân. Như vậy là qua nhiều vòng thể hiện thì trên sân khấu chúng ta giờ chỉ còn hai người thôi. Một người có số điểm là 28 điểm. Và một người có số điểm là 27,5. Trên nhau 0,5 điểm. Và chúng tôi xin được chúc mừng. Đó là Mi Caron. Chúc mừng bạn. Chúc mừng Mi Caron. Bạn đã xuất sắc bước vào thử thách tam ca cùng với nữ ca sĩ Phương Vi. Và cũng rất là tiếc khi phải nói lời chia tay với Basker Ngọc Tân. Bạn đã rất tuyệt vời trong những phần thể hiện vừa rồi. Một sự kết hợp vô cùng tuyệt vời giữa Phương Vi, Shaki và Micron. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian dành cho ba vị quân sư chọn ra số điểm phù hợp của mình cho Shaki và Micron. Đồng thời cũng là thời gian dành cho 100 vị khán giả trực tiếp đang ở trường quay bình chọn cho người chơi mà mình yêu thích. Mỗi một lượt bình chọn của quý vị tương ứng với 0,1 điểm. Xin mời ạ. Một phút kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe
những chia sẻ đến từ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Ồ, lại là một phiên bản hoàn toàn mới và lạ. Nó hoàn toàn mới cho một cái thế hệ mới hoàn toàn mà anh nghĩ hấp dẫn là đặc biệt. Cảm ơn các em. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Ai sẽ là người chiến thắng? Một người có số điểm 36,2 và một bạn có số điểm là 34,8. Xin được chúc mừng Jackie! Chúc mừng! Quá tuyệt vời! Chúc mừng Jackie! Bây giờ thì xin mời ba vị quân sư sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với hai người chơi ạ. Và 10 triệu đồng đã thuộc về Jackie! Chưa về nhà đón cái Tết, đón giao thừa bên mâm dưa, bên bàn bánh mứt. Em thơ trông ai cũng trông vui rộn ràng hát ca ngoài đồng. Tía hỏi má không biết Tết này thằng hai phương xa nó có về kịp không. Rộn vang chào Tết, Tết 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 đã đến đây rồi. Lòng ta ngập Tết, 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 Tết. Đi chúc ông bà Tết, 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 Tết. Nhấp ly trà Tết, 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 Tết. Tết này vui quá con sẽ. Ô năm nay con sẽ về nơi quên đi hết những bồn bề. Sắm chiếc áo, sắm đôi giày và sắm điều hay làm quà cho xóm. Mua thêm trâu, thêm mảnh vườn để giúp mẹ cha lúc con xa nhà. Ấm áp qua hai tiếng gia đình cùng quây quanh vui đón chào năm mới. Rộn vang chào Tết, 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 Tết đã đến đây rồi. Tết, 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 Tết đến muôn nhà. Tết, 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 Tết cánh mai vàng ươm như khoe sắc hương. Lòng nỗ lực nhưng em lại có cái e riêng của em mà cái giới trẻ người ta rất là thích. Thế nên là mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Với những cái hình ảnh của mọi người, Hà sẽ cho mọi người bằng điểm nhau 9 điểm rưỡi. Như vậy là 9 điểm rưỡi cho cả ba người chơi với tiết mục Chào Sân ngày hôm nay. Còn anh Vũ Quốc Việt, anh sẽ chia sẻ như thế nào với phần thể hiện này ạ? Việc không có chấm về chuyên môn hay là một lời khuyên gì cả. Tại vì một màn chào đầu nó cuốn hút mình về ngày Tết như thế thì mình phải chờ nữa tiết mục sau và những tiết mục sau nữa để coi mỗi người thể hiện cái riêng của mình khác nhau. Nhưng mà tiết mục này là việc khóa anh Minh Tuấn nhất. Phải nói ảnh rất hết sức là bản lĩnh và một cái người lúc nào cũng cởi mở, không có một cái rào cản nào với âm nhạc cả. Âm nhạc là vô biên, không phải có rào phục cản đó. Phải khâm phục vì 60 tuổi mà hát vẫn còn rất hồn nhiên và rất nhí nhảnh. Mặc dù đây lại không phải là chất xuất của anh ấy, đúng rồi, thế mạnh của anh ấy. Dạ vâng, và sự có mặt của anh Tuấn ngày hôm nay là với người hát tình ca không có một cái rào cản nào về độ tuổi hay là về hình ảnh của các bạn hết, miễn là có một cái trái tim yêu âm nhạc và sẵn sàng cống hiến cho những ca khúc tình tứ lãng mạn thì chắc chắn là mọi người đều có thể tham gia vào người hát tình ca hết ạ. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Cảm ơn ạ. Và như những gì mà ba vị quân sư cũng đã chia sẻ là mới chỉ có một tiết mục Chào Sân thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục cũng là hát nối luôn. Dạ, và hy vọng rằng là ở tiết mục này thì cá tính của mỗi người chơi sẽ thể hiện một cách đậm nét hơn. Chúng ta hãy cùng chờ đón tiết mục tiếp theo, đó là tiết mục hát nối. Thank you.
giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh chờ em đợi em như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đã hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đã hé nở, phải chăng mùa xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Tiếng chim giòn hót xa vời, cánh hoa nào bóng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cuốn đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ngời lá hoa mùa xuân tươi. Mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa nào bóng như cười báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với anh chỉ thấy xanh ngời lá hoa mùa xuân tươi. Kia em tới, và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về. Để biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời chứa chan niềm tin. Đúng không ạ? Một ca khúc đêm mùa xuân đem cái Tết về rất gần với sân khấu của người hát tình ca rồi. Với ca khúc này thì không biết nói gì hơn. Chúc mừng cả ba người chơi của chúng ta. Rất tuyệt vời, rất thăng hoa. Dạ vâng ạ. Và tất cả những điều tuyệt vời đó sẽ thể hiện qua số điểm của ba vị quân sư. Xin mời ạ. Xin được mời phần nhận xét đến từ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ạ. Xin mời anh ạ. Ngọc Vàng, có nghĩa rằng em càng hát cái bài này càng về sau càng máu, càng rắn. Bảo đảm là Việt sẽ cho ba người cùng một số điểm. Dạ, dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Dạ, xin mời nghệ sĩ Thanh Hằng sẽ có những chia sẻ của mình ạ. Nhận xét của anh Quốc Việt phải nói là chính xác quá. Cũng không có gì phải nói hết rồi. Giờ ba bạn đều tốt hết rồi. Chắc không biết phải làm sao bây giờ. Thôi anh Quang Hà nói tiếp đi. Ngọc Vàng, dễ thương quá. Em là người có giọng hát nổi trội nhất và nội lực nhất. Đôi khi mình không có được gồng và không được quá khỏe, bởi vì nó sẽ làm mất đi tình cảm của bài hát và nó không có sự mềm mại trong giọng hát của em. Em biết cách xử lý bài hát, nó kịch tính. Càng về sau em đẩy cái giọng hát của mình nó ép phê, nhưng mà em nhớ rằng là em phải control cái giọng hát của mình để nó không bị tranh vênh. Hoài Anh, giọng hát cho mình cho nó mạnh hơn, chứ đâu có phải hát từ đầu bài đến cuối bài nó cứ nhẹ nhàng như thế được.
Em hoàn toàn thích nhất là giọng hát của anh Minh Tuấn. Từ câu đầu cho đến câu cuối của anh là anh làm cho nó rất là trọn vẹn. Và nó rất là ngọt ngào. 60 tuổi nhớ lời là cực kỳ khó khăn. Đó, thế là ngày hôm nay mà anh phải hát được cái bài hát này. Hai em trẻ kia chạy theo anh là cũng hơi găng đó. Thế nên là ngày hôm nay là ba người đều rất là ngang tài, ngang sức với nhau. Và thế nên là mình đã vội vàng chấm cho ba người mỗi người 1 điểm 10. Wow. Wow. Yeah, ai cũng đáng gờm. Tuy nhiên, ai sẽ phải dừng lại. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Số điểm cao nhất là 58 điểm và số điểm thấp nhất là 57,5. Có một cái tin vui, đó chính là chúng ta có hai người chơi có cùng số điểm là 58. Như vậy đồng nghĩa là người chơi có số điểm là 57,5. Rất tiếc phải dừng lại sau thử thách hát nối hai ca khúc. Dạ, chúc mừng người đầu tiên an toàn bước vào vòng trong. Đó chính là Ngọc Vàng. Chúc mừng. Và xin được chúc mừng người bước tiếp vòng trong, đó là Hoài Anh. Chúc mừng. Rất là tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với anh Minh Tuấn. Với số điểm 57,5, chị Trinh có 0,5 thôi. Nhưng mà không sao, mình đã đem đến những cái ấn tượng rất là đẹp cho quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Với đêm nay hai ca khúc hát nối anh đã thể hiện rất tốt. Xin được chúc mừng hai người sẽ bước tiếp vào vòng trong, đó là Ngọc Vàng và Hoài Anh. Chúc mừng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đơn ca của Ngọc Vàng và Hoài Anh. Trong bốn mùa thì mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, bởi vì muôn hoa đua nở, người người thì hạnh phúc đoàn viên. Và trong những ca khúc viết về mùa xuân thì nhạc sĩ Hoài An có một nhạc phẩm đã mô tả không khí mùa xuân ở miền Nam, vừa rộn ràng vừa đầm thắm lạ kỳ. Thưa quý vị, và theo quy luật của thời gian thì mùa xuân đến và đi đã bao nhiêu lần. Thế nhưng mỗi khi mà giai điệu của nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm vang lên thì trong lòng của biết bao thế hệ người yêu nhạc lại rộn ràng để cùng ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rỗi tơ tăm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diều nồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân đổi thay dù biết bao lần, xin cẩn nguyện kết chặt tình thân, vĩnh canh lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở vơi vơi. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Khắp chốn xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến, đón thư nơi trần tiên, viết thư thắm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên, mong đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường dẫn lời dòng mây, duyên vừa đẹp im đắm say,
ôm nàng xuân đẹp vào tay. Bây giờ thì xin mời ba vị quân sư sẽ dành số điểm cho Ngọc Vàng ạ. Xin mời. Cảm ơn ba vị quân sư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm nhận của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ạ. Xin mời anh ạ. Em đang bị hoang mang là giữa ca sĩ và giữa vũ công luôn á. Có nghĩa là khi em thấy vũ công ra nhảy thì em cũng muốn nhảy giống như người ta. Rồi lúc em hát thì em vẫn nhìn qua nhìn lại coi thử vũ công như thế nào. Cái đó không cần thiết. Em hát xong phần 1 cho tới dân tấu á thì em lui về, em dìu hai cái cô gái vũ công á. Đúng ra thì em phải thống nhất là lúc này là ba tụi mình nhảy, hiểu không? Thì rõ ràng cái chỗ đó em lại muốn nhảy thì hai cô kia là không có trong cái biên đạo của họ thì là họ đâu có nhảy được. Cho nên cái chỗ đó nó rất là lúng túng. Thì chính vì cái lúng túng đó em sẽ từ cảm xúc á. Cho nên khi em vô lại, bắt đầu là em không có tập trung vô cái bài hát lắm. Cái khuyên của anh là nếu mà mai mốt hát một cái bài không phải thể loại của mình, hoặc là một bài mới hoàn toàn mình lần đầu hát, thì mình phải nghiên cứu, mình phải tập cho kỹ. Đó thì là cái góp ý chân thành của anh. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Chất giọng của Vàng thì rất là tốt, nhưng mà cái bài này nó là một cái tình ca. Nó đậm đà trong đó, nó nhiều cách để mình xử lý. Con chưa có tiết chế được cái cảm xúc của mình. Cái điệu đà, cái êm ấm, cái nhẹ nhàng của cái bài ca này. Cảm ơn con, chúc mừng con đã hoàn thành xong tốt. Cảm ơn chị Thanh Hằng. Và rõ ràng là bản lĩnh của một ca sĩ đứng trên sân khấu cần đòi hỏi rất là nhiều yếu tố, đúng không? Mình phải bình tĩnh nè, mình phải thổi thêm gọi là một cái hồn vào ca khúc mà mình thể hiện, mà đặc biệt là những ca khúc xuân. Nói vậy chứ khó hát lắm á. Anh Quang Hà sẽ đồng ý với em, mỗi một ca sĩ đều có rất là nhiều bài xuân tủ mà mình phải thể hiện những cái ca khúc xuân đó theo cách rất là riêng của mình, mà phải mang đến cho khán giả cảm giác là hồi hào hứng của mùa xuân về. Em nghĩ là anh sẽ có rất là nhiều tips, nhiều lời khuyên muốn dành cho bạn Ngọc Vàng đây ạ. Xin mời anh. Thật ra thì mỗi một bài hát xuân thì nó đều có một cái ý nghĩa khác nhau. Không phải bài xuân nào nó cũng vui tươi, nó cũng nhộn nhịp. Có những bài xuân, ví dụ như đón xuân này nhớ xuân xưa, thì nó lại là một bài xuân hoàn toàn khác nhau, không phải nhộn nhịp. Ngọc Vàng nhớ rằng bài này cũng không phải là bài nhộn nhịp. Mặc dù tiết tấu nó là như thế, nhưng em phải hát miết mà, thì nó mới ra được chất bài. Và cái này em phải đĩnh đạc em hát, chứ không phải em không cần thiết em phải nhảy. Cái phần phụ họa của người ta là phần phụ họa của người ta, còn mình hát với tâm trạng của mình. Bản thân anh thì anh nghĩ rằng là với cái phần vừa hát vừa rồi của Ngọc Vàng
thì nó không thuyết phục anh. Dạ vâng ạ. Vậy thì bây giờ xin mời anh hãy công bố luôn số điểm của mình ạ. Số điểm của Hà tặng cho Ngọc Vàng là 9 điểm. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn số điểm đến từ Quân Sư, ca sĩ khách mời anh Quang Hà. Chà, có thể nói là ở tiết mục đơn ca này thì chàng trai xứ Huế gặp hơi một chút khó khăn khi mà xử lý một ca khúc mà nói về mùa xuân ở miền Nam. Không sao hết, sẽ luôn luôn có những cái trải nghiệm như vậy trong sự nghiệp ca hát của mình, để qua đó mình có thêm nhiều bài học. Giống như là anh Quang Hà dành tặng cho em những lời khuyên, giống như là chị Thanh Hằng hay là anh Vũ Quốc Việt dành tặng cho em những cái tip để mình có thể xử lý tốt hơn, đúng không nào? Chúng ta vẫn sẽ còn một thí sinh nữa, đó chính là Hoài Anh. Để xem trong hai cái tên này ai sẽ là người đạt số điểm cao hơn trong đêm nay quý vị nhé. Quý vị thân mến, Tết là thời khắc giao mùa đặc biệt giữa năm cũ và năm mới, là lúc mà vũ trụ kết thúc một chu kỳ vận hành và bắt đầu bằng một mùa xuân tươi trẻ. Và Tết còn là một dịp đặc biệt để chúng ta hướng mình về cội nguồn, về với gia đình, về với quê hương. Và mặc dù trên khắp đất nước Việt Nam thì mỗi nơi sẽ có một phong vị Tết khác nhau, nhưng mà tự trung lại á, Tết là lúc mà chúng ta đoàn viên nè, cùng hướng đến những giá trị truyền thống tốt đẹp. Và Tết là lúc mà chúng ta sẽ cùng chúc cho nhau những lời tốt đẹp nhất, đúng không? Nghe cái nôn nao muốn tới Tết liền. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Tết Nguyên Đán.
thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Cảm ơn nhóm múa và chúc mừng Hoài Anh. Rất là rộn ràng và tươi trẻ, đúng như phong cách mà Hoài Anh đem đến cho chương trình Người Hát Tình Ca đêm nay vậy. Một mùa xuân không chỉ mơn mởn nè, không chỉ hào hứng, không chỉ sôi động mà còn có cái năng lượng trẻ trung của bạn ấy nữa. Không biết là với ca khúc này các vị quân sư sẽ dành số điểm bao nhiêu cho Hoài Anh đây ạ? Và ngay bây giờ sẽ là thời gian chấm điểm dành cho ba vị quân sư. Xin mời. Thời gian cho điểm đã hết và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét từ ba vị quân sư. Dạ, em thấy là anh Quang Hà có vẻ rất là hào hứng, tuy nhiên là anh ơi, mình nhận xét thôi, còn số điểm anh từ từ hãy công bố ha. Dạ, em xin mời ạ. Ngày hôm nay bài hát này rất phù hợp với giọng hát của em. Em mang đến một không khí rất là vui tươi, em thăng hoa. Anh rất thích cái tiết mục của em. Chỉ một chút xíu anh nói với em là khi mình đã say hết mình với âm nhạc của mình thì mình phải làm hết tới nữa. Chứ đừng làm nó vừa hơi. Coi là em làm để khoảng độ 99.9%. Đấy, anh muốn em làm phải 100% sức lực của mình. Đã rock, đã gần giọng là phải mạnh mẽ lên. Và đã giao lưu với khán giả là phải mạnh lên nữa. Chứ đừng có hời hợt. Đôi khi mình vẫn còn rụt rè. Không sợ quên đường dây. Rụt rè. Chạy về không kịp. Bạn ấy không tự tin. Mình phải tự tin. Mình không tự tin thì mình sẽ không làm được điều gì cả. Với tiết mục của em thăng hoa, anh thăng hoa, khán giả thăng hoa. Chúc mừng. Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Quang Hà. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Đúng như những lời chia sẻ của anh Quang Hà, cô Thanh Hằng hy vọng rằng là con hãy giữ mãi. Đây là một cái kỷ niệm đẹp và một cái lời dặn dò có một người đàn anh đã đi trước cho con có một cái kinh nghiệm để cái con đường của con rất là còn dài. Và hãy ghi lòng vào đó, nhớ những lời dặn dò đó để làm hành trang cho mình để tiếp bước theo con đường của mình đã chọn. Chúc mừng, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng với những lời khen dành cho Hoài Anh. Không biết anh Vũ Quốc Việt thì sao ạ? Thì với anh có hài lòng với thử thách hát đơn của Hoài Anh không ạ? Anh có một cái khuyên, nếu từ nay trở về sau muốn đi theo con đường hát chuyên nghiệp, bắt đầu từ ngày mai đi học vũ đạo liền cho anh, mà để giải phóng hình thể, chứ không có thể mà rụt rè như vậy được. Chắc chắn rằng 6 tháng sau em sẽ khác hoàn toàn, em chủ động và em dựng cho các bạn nhảy cùng luôn, chứ đừng nói gì hết. Một cái hành trang á rất là cần thiết, tại vì lúc đó mình tự tin lắm và mình sẽ làm được những cái điều như anh Quang Hà nãy góp ý. Mình làm chủ sân khấu ngay và mình phải dẫn vũ đoàn chạy vòng vòng theo mình, chứ mình không phải nhìn vũ đoàn nha. Chúc mừng em. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn những lời chia sẻ nhận xét của anh chị. Như vậy là ngày hôm nay là em có thêm được hai lời khuyên nè. Một cái là ra sân khấu để cháy hết mình, cái nữa là gì là mình học vũ đạo thêm để giải phóng hình thể ha, cho tốt ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố điểm của ca sĩ Quang Hà. Như Hà đã chia sẻ đó, là hay là cho điểm cao. Đó, mà mặc dù là vẫn còn chưa hết với đam mê, chưa hết với sức lực của mình, nhưng mà động viên và khích lệ cho 10 điểm. Quá tuyệt vời, chúc mừng Hoài Anh, 10 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của bạn Ngọc Vàng để cùng đến với phần công bố kết quả. Một người có số điểm là 27,5. Và người còn lại có số điểm 29,5. Và điều đó hiển nhiên là bạn nào sở hữu số điểm 29,5 sẽ chiến thắng. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho người bước tiếp vào vòng trong. Đó là... Hoài Anh, chúc mừng! 29,5, xuất sắc! Chúc mừng Hoài Anh đã là cái tên chiến thắng với số điểm cao hơn ở tập thi đêm nay và sẽ cùng với anh Quang Hà hát một ca khúc tam ca với người chơi có số điểm cao nhất của tuần trước, đó chính là Đình Thị Hằng. Và một lần nữa, chúc mừng Ngọc Vàng, em đã thể hiện rất tốt, chúc cho em sẽ còn tỏa sáng hơn nữa với sự nghiệp ca hát của mình sau này nha. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần tam ca.
sắp đón xuân. Nhiều quá Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về, quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân. Dù là nơi dân xa còn buồn bã cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Đón xuân về với mai đào trước sân, ngày hôm xuân đưa lững lờ. Hạnh phúc đong đầy chứa chan bao lời, hãy tưng bừng phú xoay mình có nhau. Dù rằng cười nói dưới mái nhà, quá nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Vàng khoe sắc đón xuân, nhiều quá Tết cũng vui mà sao bằng niềm vui bố về, quà nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân. Dù là nơi dân xa còn buồn bã cuộc sống, về cùng con yêu nhớ thương bao điều, bước chân như vội hơn, nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Đón xuân về với mai đào trước sân, ngày hôm xuân đưa lững lờ. Phúc đong đầy chứa chan bao lời, hãy tưng bừng phút giây mình có nhau. Dù rằng cười nói dưới mái nhà, quá nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Đón xuân về với mai đào trường sơn, ngày xuân đưa lững lờ. Đong đầy chứa chan bao lời, hãy tưng bừng phút giây mình có nhau. Dù rằng cười nói dưới mái nhà, quá nao nao gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên. Vậy là chúng ta vừa đến với một không gian Tết rất là đầm ấm với phần thể hiện giọng ca của ca sĩ Quang Hà, Nịnh Thị Hằng, Hoài Anh cũng như là phần trợ diễn và quá trời xuất sắc một mái ấm gia đình ha. Đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cũng như là hai MC Vũ Minh Cường và Kiều Ngân. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Một tiết mục tam ca rất là đặc sắc cho buổi tối ngày hôm nay, và ngay bây giờ mới là cái phần khó khăn đây ạ. Sẽ là phần bình chọn cũng như là cho điểm đến từ các vị quân sư. Nào bây giờ xin được mời ba vị quân sư, chị Hằng nè, anh Việt và anh Quang Hà hãy trở về ghế ngồi danh dự của mình. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian dành cho ba vị quân sư cho điểm. Đồng thời sẽ là thời gian bình chọn 100 khán giả tại trường quay. Mỗi một lượt bình chọn của các bạn sẽ tương ứng với 0,1 điểm. Xin mời. Ai sẽ chiến thắng trong đêm nay? Và bây giờ
đã kết thúc phần cho điểm và phần bình chọn. Xin mời nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sẽ chia sẻ nhận xét của mình ạ. Ở giọng hát á, chỗ Hằng á, dù rằng cái bài này là cái tông nam rất là thuận lợi với anh Quang Hà và bạn Hoài Anh, nhưng mà em á, cũng không có thua kém. Có nghĩa em theo kịp và em hát rất mềm mại, và những chỗ cao á, em cũng lên cao vút. Còn Hoài Anh, bài hát này cũng rất là phù hợp với em, đúng cái gu của em luôn. Em vô cũng rất là nhẹ nhàng và mềm mại. Nói chung là một cái bài hát tam ca đang xen với nhau. Đó là một bữa cơm rất ấm cúng cho ngày cuối năm hôm nay. Cảm ơn hai em rất nhiều. Em cảm ơn anh Việt ạ. Dạ, đó là những lời nhận xét đến từ vị quân sư, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố số điểm. Một bạn có số điểm là 36,7. Một bạn có số điểm là 35,7. Chênh nhau một điểm. Và xin được chúc mừng người chiến thắng, đó là Ninh Thị Hằng. Chúc mừng. Rất tuyệt vời. Chúc mừng cô gái đã xuất sắc đạt được số điểm cao nhất trong chủ đề những ngày cuối năm. 36,7 điểm, em đã trở thành người thắng nhất tuần của tuần này với giải thưởng 10 triệu đồng. Và bên cạnh đó cũng chúc mừng Hoài Anh, chỉ đứng thứ nhì đêm nay thôi. Dạ vâng ạ, và với nỗ lực của em thì anh tin chắc rằng là em đã có rất là nhiều niềm vui, những trải nghiệm rất là quý giá với lại người hát tình ca, đúng không nào? Và bây giờ thì xin mời ba vị quân sư sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với cả hai người chơi. Và bên cạnh đó thì nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sẽ trao 10 triệu đồng cho người chiến thắng, đó là Ninh Thị Hằng. Như vậy là với chủ đề những ngày cuối năm, chúng ta đã tìm ra gương mặt nhất tuần. Một lần nữa chúc mừng cô gái Ninh Thị Hằng. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những chủ đề hấp dẫn không kém của người hát tình ca, quý vị nhớ nha. Chương trình Người Hát Tình Ca do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty MNT Picture thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.